Xin chào các bác nha. Hôm nay em xin kích cái mầm gốc của cái mầm gốc của cái giò phi điệp này. Đây là năm cánh trắng Phú Thọ ấy. Cây này bộ gốc bộ rễ này rất là khỏe. Khi mà kích mầm gốc thì các bác phải để ý là cái bộ gốc, bộ rễ phải ở gốc phải thật khỏe thì hãng kích nhé. Đây, cái này rễ ngọn đang đi rất khỏe, ngọn đang đi rất nhanh. Bây giờ kích cái này là hai mầm gốc. Bữa đây là cây năm cánh trắng học hồng này, mình kích hôm 30/6, nay đã được một tháng 10 ngày, nay vừa 11 là tháng 11 ngày. Thì cái này là hai thân là được 5 mầm gốc này, lên 5 mầm này. Rất là khỏe. Đây cũng là 5 cánh trắng họng hồng. Cái này cũng được 5 mầm. 5 mầm gốc. Có một tháng 11 ngày đó. Cái này em kích hôm 30/6 dương lịch. Hôm nay là 11/8 tháng 7 tháng 8 được 11 ngày. Một tháng được 11 ngày. Lên rất khỏe. Đây là giò lá mít này, cũng mầm gốc cũng kích này. Chi chít này. Mỗi thân lên hai mầm gốc. Do khỏe thì hãng kích nhé các bác nhé, chưa có rễ giò mới trồng mà chưa có rễ kích là nó yếu, là nó không lên là nó chết. Như giò này của em này các bác này, 3 thân này, 4 thân tơ lên rất khỏe thì em mới dám kích. Kích mầm gốc lên rất khỏe. Này lên được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mầm này mà sang tháng 2 kích một mầm gốc một lần nữa là có thể được gần 20 thân. Sang năm thành cái giò khủng, giò đại tướng. Bản lá mít rất dày. Hơn tháng kích thì hơn tháng, một tháng 10 ngày mà nó lên được như này là khỏe. Và hôm nay em quyết định mang ra để kích cái cây năm cánh trắng Phú Thọ này.
cho nó lên thêm khoảng 2 mầm gốc nữa để sang năm cho nó thành cái giò khủng năm tầm trắng Phú Thọ. Cái này đang đi ngọn rất khỏe nhé. Đây là xỉn, nó có một kỳ này. Kỳ này đang ra rễ nhỉ, cũng kích. Kích này rất sợ nhất kỳ này, sợ có khi này còn đẻ nối. Bây giờ đang rất cần nó lên mầm gốc để thành cái bụi lớn, nó phải kích này. Rễ này mà sau khoảng độ 2 tháng nữa mà nó lên được khoảng 2 mầm gốc nữa thì lên khoảng một cái kỳ nữa thì quá đẹp, sang năm này thành đúng rồi, thành bụi cực to. Giờ em pha thuốc nhé. Em dự tính là pha vào cái bình này. Cái bình này là 2 lít. 2 lít thì em dùng cái kích kỳ duy màu xanh này. Kỳ duy xanh này. Pha cho 2 lít này, cộng với cái Atonic 1cc cũng pha chung luôn ở đây, 2 lít, và B1 thái cũng 1cc pha vào đây. Thế là dùng 3 cái loại này. Cái này là một ống này, một ống này là 15ml này, 1cc Atonic này, 1cc B1 này, pha chung vào một cái bình 2 lít này, phun. Trước khi phun thì các bác nên tưới nước trước khoảng 30 phút nhé. Đây lúc nãy em vừa tưới nước rồi, và pha thuốc xong là tưới cho cái cây năm cánh trắng Phú Thọ này để cho nó nảy mầm gốc. Đây, giờ em đong nước vào đây nhé. Nước vào đây 2 lít. 2 lít nước. Đây bình này, chỗ này đủ 2 lít rồi đó. Bóc cái kích kỳ duy xanh. Cái này kích mầm gốc cũng hiệu quả lắm. Giá lại hợp lý. 60.000 lọ. Đổ hết vào đây. Atomic. Atomic 1cc nhé, 1ml đấy.
hơi quá rồi. Đúng một cc này các bạn này, trên này là 2 này, 2 cc 2 ml này, đây là 1 này, bơm vào đây. B1 nhé, giờ này B1. B1 các bác lấy 1 cc nhé. Các bác nhớ công thức nhé, này là một ống này, một ống này là 15 ml này, 1 cc B1 này, 1 cc Atonic này, pha chung vào cái bình 2 lít này, phun đều hết từ lá đến gốc, trước khi phun thì tưới nước, lã trước. Lắc nhẹ. Ướt hết từ trên lá đến gốc. Thừa phun về khác.